Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay Kim có một chuyến đi vào rừng sớm này, rất là sớm luôn. Bây giờ tầm khoảng 5 giờ hơn tí, chắc 5 giờ 10, 5 giờ 15 tí. Thì hôm nay là Kim đi có một mình à. Ông chú á, ông bận đi làm rồi nên là không có, ông không có đi được nên là Kim đi một mình ha. Thì bây giờ là Kim sẽ đi lên núi. Khi nào đến nơi thì Kim sẽ ghi lại cho mọi người cùng xem ha. Bây giờ thì trời nóng khá tối, không có thấy cái gì đâu. Lấy cái đường pin nhỏ ra. Rồi ok, bây giờ là Kim bắt đầu lên núi nha mọi người. Mọi người theo dõi hành trình của Kim luôn nha. Đi từ dưới chân núi đi lên đây leo qua mấy cái gọp này thì trời nó cũng đã ẩn sáng rồi mọi người. Đó, thì Kim cũng có cái cây rồi nè. Thì nhanh nó đó. Đây là ngay cái gộp luôn. Rồi mời mọi người ăn sáng luôn nha. Kim có mua hộp xôi nè, đỡ ăn sáng đỡ đói. Ok. Kim mời tất cả mọi người ăn sáng cùng Kim luôn. Bây giờ mới có 6 giờ kém 5 mà, 6 giờ kém. Đúng rồi. Bây giờ mới có 6 giờ kém 5 mà mọi người. Giờ là Kim ngồi Kim chờ đợi thôi. Ngồi sát một bên cái chỗ nước không nè. Đó. Nước chảy nghi ồm ấy. Gần đây toàn là vách núi không mà. Nói chung là cứ bên cái khe núi này nè, toàn là đá không à. Thế mà hay gặp lan nha mọi người, lan rừng á. Bên khe núi đây nè, đi nó cực nhưng mà nhiều khi gặp được nhiều cây lan quý á, lan hiếm á. Do là bên cái vách núi này thì ít người đi thì đồng nghĩa với những cái cây mà lan đồ nó còn ha mọi người. Đó. Mới có con sóc nó giờ nhánh kia nè mọi người. Con sóc nó giờ nhánh đó Kim bánh chọc rồi. Trong bánh chuột rồi. Giờ nó nằm chắc cái nếp cây á. Đây nè mọi người. Đó Kim con sóc á, đây là con sóc này. Nó còn sống nha. Nó trúng chỉ có một chút ngay cái chốt mỏ thôi, nó bị điếng á, nó rớt xuống. Chút nghe cái mỏ của nó thôi, nó rớt xuống nó chạy xuống cái kẹt gộp á, nó chui vô trong đó, hơn là cái kẹt gộp nó có chút xíu à, thì Kim bắt nó ra luôn. Ok luôn, nãy giờ mới tém được con này mọi người, tém được con với lại một con nó mới dính trên cây á, rung rớt xuống luôn, rớt xuống cái gộp này rồi. Đây. Hai con cũng được mọi người đó, cái kim chua lét chua lè luôn á, chuột kia giờ là dưới thẩm á, cuộc thẩm á. Trong khi chờ đợi không có chim á thì Kim sẽ rầm rầm dọc cái núi đá này kiếm ít lan mọi người. Đây bên kia Kim thấy hai chùm lan kiếm thiệt là to luôn. Nãy cân con trồn nó về mà nó chạy đung vậy mọi người. Ui dồi, trồn con đảo á, nó chạy đung vậy á. Đây dắt núi đá treo leo. Ây à, đây một chùm giò lan kiếm này, ở dưới kia con giò nữa. Bây giờ Kim sẽ đu xuống cái vực đây để hái luôn nha.
sơ sẩy một phát là đi tới 7 tỷ luôn à. Sau khi kiếm hái được mớ này thì... thì kim leo hái cũng được mớ này nè mọi người, một bó luôn. Len này thì không cần chơi bông nha mọi người, mình chỉ cần chơi lé thôi. Lé nó dài, lé nó tốt, lé nó mọng nước là ok, là đẹp. Ồ, lúc trước kim đi cái gộp bên này, cái núi đá bên này kim cũng lượm được một giò, nhưng mà giò đó là giò lé lớn dài, đây là giò lé nhỏ. Không biết ở chỗ mọi người gọi lan đây là lan gì, như ở chỗ Kim gọi là lan kiếm nha. Ui dồi, còn nữa, còn mấy giò to trên kia này mà trên cao á. Một mình Kim leo nó mệt quá nên là thôi hái bao nhiêu đây rồi thôi đem về trước đã.
ngoài đợi chim và răm răm không có, răm răm đi tìm lan mà cũng không có được ít lan nữa mọi người. Này là lan kiếm ha, đây là lan lá nhỏ, đây là nói chung là lan lá nhỏ. Thôi giờ Kim cũng đi về luôn ha. Thì bây giờ sẽ leo qua cái vách đá đây nè mọi người. Đó, sẽ leo qua cái vách đá đây. Ôi, giờ Kim về luôn. Chỗ đây chùa, quá chùa. Ây da, ây da. Dưới kia là vực thẳm, dưới đây là vực thẳm nha mọi người. Cẩn thận cho không bị chết. Bước về chỗ này. Leo về cái vách đá thành công.